Thì vô nhà chứ tự nhiên cứ đứng ngồi đây chi vậy? Dũng ơi, ừ. Ông Dũng ông ăn hết gì ông sao vậy? Ông đi làm sướng ngay đâu, ông đi làm thợ hồ đâu. Nói gì? Bây giờ vô nhà cho ê, hai ông có gì cho ông không? Cho ê, hai ông có gì cho ông không? Nhà ông gì cũng chứ mày mà cho cái gì? Nói với nhà ông khổ mà đòi ăn cái gì? Mấy à, tao nói mà trên đời này là không có ai khổ đó. Nhà anh chồng dữ leo hay sao mày? Thì bóc hai thiệt anh thẻ mình xuống xong mình cho mẹ đây. Dám không tạm mà thử thách thằng nào đua nhanh không? Tôi sống mình đang ở giữa dòng ông giác cây ông dưới rồi mình cũng chưa chết thôi chứ được đâu sống do cũng được cơ điên mà tôi đang đứng vậy thôi giờ cứ mà. Vậy thôi giờ cứ vô gặp ông đi. Gặp ông khó cửa mà gặp mà coi cửa khó như người điên vậy. Thì leo vô. Dũng ơi. Cái này leo vô được mẹ. Cái này leo vô được mẹ. Ông đang cây ổng nữa. Ê, vô bưng bộm ly giấu mẹ đó. Được nhà ông có kẹp cơ. Chúng vô hát này. Kẹp cơ như quý vậy. Tôi chơi cho thích gà nữa con người. Tôi lạng hoạn cái tủ lạnh anh có nhiều đồ ạ. Mấy con gà. Đây này, bên đây này. Tôi đừng đâu vô đó nhà cái nhà âm u á. Thứ tôi vô mọi thứ. Thì leo vô đi. Nhà ông có tủ lạnh gì đó em ra. Rồi, ông vô. Ông vô. Leo rồi. Được. Đi Thôi. Mẹ muốn gì nói mẹ. Mẹ vui mà. Vui vậy. Mẹ vô một tiếng cũng được của mẹ. Vậy này cường mới ơi mà hơi mày. Ai biểu ông đây với ông leo lên chị. Mày không có đại nữa ông. Ông cửa đại mà ông cho ông kéo sao nó vô. Mà cũng nhẹ ông cái ăn. Mà sao nít no được khắp cơ chứ không? Ông biết không nha? Cái số này sao khớp quá. Sao mà không nhẹ anh hầu dưỡng mặt đẹp hay sao đó mà chưa bỏ nghe mặt. Dũng ơi. Anh ổn mà lãnh không? Dũng. Còn cái gì hết rồi nè. Được rồi, đeo hết ra, đeo hết con cái gì kiểu như thế. Dù không có gì mà kêu như bò hỏi không? Dù tôi lãnh lộn. Dũng ơi, ông đua đeo rồi. Đúng không? Ông ơi, mấy nhậu uống rượu là không có vậy á. Mày chẳng nhà anh tốn vô cũng cúp điện tới vui vậy mà. Thì bây giờ ông tiết kiệm mà sao tôi biết được ông? Mới đang còn dắt dầu với gì anh lắm. Không Ê, cho anh thì mày mới gì sợ, ba thằng mà ông sợ vậy? Hả? À, mày làm gì sợ? Mày, ta thấy mày nó không biết đâu mà anh thôi. Nhìn mẹ coi. Hả? Dũng ơi. Là những có tên mày. Chú nổ bằng. Chú tu lạnh mà ông cũng bật điện mà tiết kiệm dưới. Ông ra khỏi tên mày. Đừng vô tên này. Đừng vô nữa rồi. Điện đồ bật cũng yếu lên rồi. Bụng cháo của ai mà biết ăn được? Bụng cháo ai vậy? Nope. Cái gì? Bụng của tôi thấy ai xong nó chạy mà nó có tưng ra? Bụng của tôi thấy ai xong nó chạy mà nó có tưng ra? Cái đồ nó không nhớ mày. Nhớ mày. Ủa mà sao ai chạy ra đóng cửa mà sao tôi thoát chạy ra mà không có chân không ạ? Ủa mà sao ai chạy ra đóng cửa mà sao tôi thoát chạy ra mà không có chân không ạ? Đâu? Ai mày? Mấy giờ sao? Dùng đâu? Tại sao anh Dũng nó bắt đầu? Tại sao có dám đông đưa kìa? Ủa mày nổi vậy kìa luôn á? Đi ơi, đây đây. Dũng đâu rồi? Vậy mày lại quên nữa thế. Ông thấy không? Ông thấy không? Thấy tôi à? Chưa? Tao thấy cái gì đó? Mày sao không đi đâu? Ủa? Ai lấp ló vậy? Dạ ai vậy? Anh bóng mình mộng đi.
trời ơi. Mở cửa nhanh đi. Đồ mấy gì gơ dữ vậy? Đâu. Sao mấy quay tụi chạy nữa vậy? Trời ơi. Không cay hết. Tưởng tượng. Mà nghĩ thấy không nhận dấu thì giờ mất rồi. Họ đi ra từng tiên. Dũng ơi. Ở đâu? Chị Dũng chơi được cười nữa rồi. Dũng. Ông đưa ta thanh giác lên đi. Cái ông chú coi tôi thử bởi gì không? Chưa, ông chắc anh dụng rồi không? Ủa vậy là ông sợ rồi. Sao mày gơ tự nhiên vô nhà ông chứ vậy? Đúng vậy tổ. Nó khó cửa đồng gì vậy chứ gì? Vậy là ông sợ thánh giá rồi. Ông sợ thánh giá của ông rồi. Anh Dũng ơi, tụi em mà anh bị gì vậy? Đưa tôi. Có tao mà mày làm gì vậy? Chết rồi, ông sợ thánh giá rồi. Đi về. Hai đó chạy nha các bạn. Ơ trời, chút là chạy gì mà chạy. Dũng ơi. Ôi trời. Mà nãy anh sao anh. Ê, nãy em bày anh diễn cho nó đạn chút mà gì đâu mà anh làm gì nó lỗ hết vậy. Đây nè. Trời đất. Ý đó thì nó chắc chù chắc chết nữa. Rồi, được rồi, tao ra đây. Được rồi, cho nhiều đơn giản cho 10 phút được rồi, đủ rồi hả? Tao đây được rồi. Mua 20 ngàn rượu uống đây. Còn cho được rồi, đây lại đây. Lại 20 ngàn rượu uống chơi. Ê mẹ sao anh em mà làm cái gì đâu nó. Em thấy nó vô ồn nhưng mà sao nó sợ dữ ta. Mà sao vậy? Mẹ này. Chắc mấy anh chút mà sao sợ dữ vậy. Ê nhưng mà hồi nãy em ngửi cái mặt anh cũng cần trùm mền đâu. Cái mặt anh giấy là cũng thấy gơ rồi á. Khó cần trùm mền. Bom đạn ngày xưa nên em bị chín tới giờ mà. Mở ngồi đây. Dây chuyền ở đâu đưa đây. Dây chuyền gì đâu. Coi dây chuyền này em trồng vô cô anh mà nói lẹ ấy. Dây chuyền gì đâu, anh đâu biết không? Cái dây chuyền này em trồng do anh kêu trồng lại rồi cắt rồi chút đưa lại cho nó. Cho cái đó của hồ môn làm phép của mẹ nó mà. Không có đâu. Rồi. Không, cái dây chuyền này em trồng của anh đâu. Chết biến mất đâu sao ca. Ủa, thôi nha, đồ của anh em anh đừng làm vậy nha. Không biết dây chuyền gì hết, giờ anh nó quay qua, anh không thấy anh biết gì nữa. Nhưng mà cái dây chuyền này em mất ra vô là chưa tới được 5 phút mà giờ anh kêu dây chuyền anh nhớ anh. Chị gì vậy? Chuyện đâu chuyện? Bởi gì vậy? Dây chuyện đưa đây tự nhiên ai? Mua thấp mua rượu quá, bởi gì vậy? Mua rượu. Ấy là giờ mua rượu là anh đưa lại dây chuyện hả không? Mua rượu, ô thấp tôi gì vậy? Còn tôi giỡn tụi ông á, tôi với ông là tròn á. Mấy mẹ lại cho đấy luôn rồi. Bây giờ, ê. Ui trời, đai anh được. Nhưng sao? Mà giờ tôi đòi dây chuyền ông đưa. Dây chuyền ai? Dây chuyền của ông. Cái mấy mẹ mày ông lấy luôn đâu. Ông lấy nè, này ông đi mà. Dũng không? Anh Dũng ơi! Dũng không?
Chào con. Dạ đi kêu đồ Mỹ không. Nói cho ai tròn bảo chào lấy cho chuyện trẻ cho anh Dũng. Thì em nghĩ tròn vui chứ. Vui vậy sao, các áp lực nào, các áp lực ở đó mày cho ngu mà chịu. Mày cho tôi từ giúp tí nào. Giúp mày. Gì vậy? Đưa mày đập nó vậy. Quyền pháp mà ta dạy con được thể hiện qua thiết ti quyền, lấy khí qua cực, lấy lực qua bộ tấn, đẩy nội lực để phát huy bốn biểu hiện thì nộ ai lạc. Đồ mà mình cho mình cho mình ai biết đâu tiện giờ ông tin ông mơ vậy ông lấy luôn mẹ dây chuyền rồi. Mẹ cho ngu chứ mày. Là người đấy ông buồn hết được con mẹ vậy? Có pháp luật hả? Có pháp luật hả? Giờ mày kêu lên mày kêu kêu bà già mày lên. Ê nhưng mà sao ông lớn à, cho bà già tao lên luôn. Tao cho ông vợ tao lên luôn. Nhưng mà sao ông cười vậy tiện ông biết tròn mà sao tự nhiên ông lấy mẹ dây chuyền rồi. Ai biết mày cho ngu vậy mày? Tao đéo phải là ngu. Hiểu không? Ông lúc tin lúc mơ rồi. Tao sẽ cho ông vợ tao với bà già tao lên, ông già tao lên luôn. Ông bị khùng rồi. Anh Dũng ơi. Mày vừa cho biết là mày mấy rồi. Anh Dũng. Đục mà giờ ông núp luôn rồi nghe em tao chớ cán nhà tao lên luôn. Không mất thì không mất đâu. Mới dây chuyền mày mà mới biểu tao đây. Mày ai biểu? Thằng ngồi kia mày cho ngu rồi đáng chịu. Xin lỗi mày nha. Tao 1000 cái dây chuyền nhưng nó mất là chuyện bình thường. Mày lên mày báo công an đi. Báo công an vô nhà. Đi. Tao mệt quá. Đỡ từ từ nói chuyện chứ cái gì vậy? Ông lúc tính lúc mơ ông mày khùng mà nói chuyện gì mày? Ngày hôm nay mà không chưa giải quyết là ngày mai sẽ mất. Mấy mày đỡ tao chỗ bây giờ nói bây giờ con nghĩ với tao đâu chấp mẹ đỡ không đem cửa ông nói nha mày. Bao nhiếp nhà mẹ luôn không? Kèo vô.